Trời mẹ ơi. Mày chết mày á mẹ ơi. Trời ơi. Em có giùm chồng chị đâu chị ơi. Giáp cái súng biển đông anh lớn bằng đông cháy lây lan tình anh như suối tình em như suối nguồn ngàn xanh kia vẫn còn vẫn xanh như chúng mình hơi ai người yêu lý tưởng. Hy vọng rằng là anh chàng chúng ta xuất hiện thì quý vị sẽ được đón Úc Châu chúng ta vào hết, chúng ta sẽ được đón nhận anh bằng một sự yêu mến nồng nhiệt. Và chúng ta đừng quên follow anh và ủng hộ với những chương trình mà anh đang tham gia, đó là Việt Đỉnh Song Ca. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay chúng ta chào đón nam ca sĩ Hoàng Thắng. Thank you anh. Lời đầu tiên thì Hoàng Thắng xin gửi lời chào đến cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Bài hát đầu tiên thì Hoàng Thắng xin gửi đến tất cả quý vị một ca khúc được mang tên Chỉ Riêng Mình Ta. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức ạ. Thank you.
đầy vui lại để sau lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em sẽ xa, tôi chỉ thấy trái đất ngoài sao một mình. Xuống qua bao thấy năm con xa lại vượt qua, cứ ngỡ bóng dáng mai tóc ngắn hơn người xưa. Thì xa thì xa, đêm thêm bóng dáng chưa trở về. Chiều đông người qua, sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Tiếp theo thì họ